Nhạc ký chương nổi ngài cùng tàng tâm trời vội tôi thích trời vội quay sang tôi đã xem biển biển phát hiện biển là phát hiện nên tôi đã quyết định để đi chơi bơi bơi nước ở biển. Tôi đã đi tôi đi bộ ở trong nước biển tôi đã đi đi bộ nước là lăn nước là thú vị vui vui là thú vị tôi đã vui vui tu trong 300 mét bơi tôi có thể bơi tôi hít chỗ tôi giả hít tôi giả trong nước tôi đã tôi giả trên nước tôi đã hít trở tôi có thể bơi trong 300 mét tôi thích bơi tôi bơi là thú vị hôm nay tôi thiệt là nắng không có gió không có gió rồi biển là phát tính biển là mùa hè the voice sang là phát tính chạy lên trên núi chạy lên trên núi vài sáng sáng hòa bình sau tôi đã vội tôi là tâm bộ vội vội nước hôm nay tôi đã chơi vội xong
Voi AI. Ừ. Ban hồi chú AI là tôi nhắc là cô thể hộp là chị xuống nói ngại tâm tặng tâm. Hôm nay tôi đã xem phim Walking in the Sunset. Bà nô kiên tôi suy nghĩ những tôi cảm tài người viết phun vào giọng nước Orson. Chưa trôi mãi tôi vụ đi bộ trong nước biển cảm giác tan lặng như thế mỗi lộ dỗ lộ lao ao là điều gì cũng bị buồn choa. Tôi đã vội hơn 300 mét tắt sư tử giang sông nước tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng và thư giãn và hít tổ tắt sáo. Tôi đã cố gắng vội đến 7 mét nữa. Hôm nay trời nắng nướng hoàng quả cắt dìu biển thôi nè nhé, mang lại cảm giác dễ chịu. Buổi trưa tôi sẽ đi lên lưới để tận hưởng không khí trong lành. Có lẽ tôi sẽ kết thúc ngày bằng một vụ chết nhỏ cũng ngâm hồn hơn từ trên đến người. Xong.